Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, sen không chỉ được biết đến bởi vẻ đẹp và mùi thơm đặc trưng đã đi vào trong văn chương mà chúng còn là dược liệu quý để bổ dưỡng an thần, trị các chứng tiêu chảy và suy dinh dưỡng. Bông sen, lá, củ hạt sen đều dễ dàng chế biến thành những món ăn không chỉ ngon miệng mà còn là vị thuốc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công dụng từng bộ phận của cây sen cũng như những bài thuốc dân gian từ sen mà bạn có thể áp dụng. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Hoa sen, theo Đông y, hoa sen có tính ấm vị ngọt đắng, vào hai kinh tâm và can có tác dụng làm cho con người khai tâm, làm cho tinh thần tỉnh táo, ích khí, công hiệu giải nhiệt độc, thanh tâm, làm mát tim, lương huyết, hoạt huyết, chỉ huyết trừ thấp, khu phong, chữa được các bệnh, thương tích, thổ huyết, chảy máu cam, thiên bào sang, mụn nước, mẩn ngứa. Hoa sen dùng sống cho vào chỗ có mụn phồng nước, nếu cho muối vào dã nát mà trường thì chữa được nhọt độc. Ngoài ra, hoa sen phơi khô có thể hạm uống thay nước trà sẽ có tác dụng bổ huyết, chữa mất ngủ. Ngó sen có vị ngọt tính mát nếu dùng sống, nếu nấu chín tính ôn, tác dụng điều trị các bệnh ở tim, gan, tỉ vị. dùng sống loại non nhỏ rửa sạch, mài nước đặc cho bệnh nhân uống có tác dụng mát huyết, cầm huyết, tiêu huyết ứ để sinh huyết mới, chảy máu cam, tiểu tiện ra máu, trị tiểu đường, giải rượu cho uống ngày 20 đến 40 ml. dùng chín loại già củ to có tác dụng bổ tỳ vị, bổ tâm, an thần, ích huyết, làm thức ăn bổ dưỡng xào với thịt bò, làm nộm, nấu canh, ninh với thịt nạc. Củ sen có tác dụng làm mát máu, mát gan, điều hòa kinh mạch, lưu thông khí huyết. Củ sen còn là món ăn giàu dinh dưỡng, tăng cường chức năng của tim, bao tử và cho giấc ngủ tốt. Củ sen có vị bùi giòn, có thể ăn sống hoặc nấu chín tùy theo khẩu vị của mỗi người. Củ sen còn là món ăn giàu dinh dưỡng, tăng cường chức năng của tim, bao tử và cho giấc ngủ tốt. Củ sen ngon là những củ vừa tầm tròn, thuôn đều. lá sen. Theo Đông y lá sen có vị đắng tính bình có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Chúng ta phơi khô thái nhuyễn dùng nấu cháo với đường cát. Dịch tiết từ lá sen có thể điều trị hội chứng rối loạn lipid máu, giúp máu lưu thông, trị chứng tâm phiền, mất ngủ, đau dạ dày do nhiệt, giúp tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, lá sen còn có tác dụng giảm sưng da, dùng lá sen để chữa bệnh trĩ sẽ làm thuyên giảm đáng kể các triệu chứng như đi ngoài ra máu, giảm các cơn đau, cầm máu để tránh mất máu khi bị trĩ, chống sơ vựa tĩnh mạch khiến các bối trĩ không có cơ hội phình to hơn. Lưu ý để khai thác tối đa công dụng chữa bệnh trĩ từ lá sen tươi, bạn nên kết hợp loại lá này với các loại thảo dược khác để mang lại hiệu quả tốt nhất như sinh địa hoàng, chắc bá tươi với lá ngải cứu, tất cả khoảng 50 g Tất cả các nguyên liệu trên bạn cần rửa sạch để loại bỏ tạp chất để ráo nước và tiến hành chế biến các đồ uống chữa bệnh trĩ, có thể giã nát uống trực tiếp hoặc sắc nước uống. Người bị bệnh trĩ nên uống nước từ lá sen khoảng 45 đến 60 phút trước khi ăn mới đảm bảo được tính hiệu quả. Hạt sen theo đông y, hạt sen có vị ngọt tính bình, có tác dụng bổ tỳ dưỡng tâm, sáp trường cố tinh. Dùng làm thuốc bổ chữa tỳ hư sinh tiết tả, tiêu chảy, di mộng tinh, băng lậu, đới hạ, mất ngủ, thần kinh suy nhược. Ngày dùng 10 đến 30 gram, dưới dạng thuốc sắc hay thuốc bột. Ngoài ra, dùng hạt sen để nấu chè, nấu cháo hoặc dùng để làm tăng thêm hương vị cho các món canh, món hầm. Không chỉ mang lại hương vị rất hấp dẫn, bổ dưỡng, mà nó còn có khả năng chữa mất ngủ cực hiệu quả. tâm sen. Tâm sen là mầm của hạt sen còn được gọi là liên tâm. Theo đồng y, tâm sen có tác dụng thanh tâm an thần giải nhiệt, giúp hạ huyết áp, ổn định thần kinh. Theo y học hiện đại, tâm sen có chứa các thành phần như asparagin, nelumbin, nistinin, nuciferin có tác dụng cường tâm chống rối loạn nhịp tim, giúp hạ huyết áp, chống oxy hóa, cải thiện tình trạng thiếu máu. Điều này có tác dụng rất lớn đến việc ổn định thần kinh, an thần, dễ ngủ, ổn định hệ thần kinh với những công dụng trên, tâm sen được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh, mang lại hiệu quả tuyệt vời. Nó có tác dụng điều trị các bệnh ở tim, thận, giúp thanh nhiệt giải độc, làm hạ huyết áp, trẻ em sốt cao, mê sảng, nói nhảm, người huyết nhiệt, nôn ra máu, chảy máu cam. Ngày dùng 4 đến 10g tâm sen khô đem hãm nước sôi uống như trà, trị mất ngủ rất tốt. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin thân ái chào tạm biệt